Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tea Time. Mình là Tea đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một dòng đồ chơi mới toanh trên kênh của chúng ta luôn, đến từ công ty 52 Toys. Nói sơ về công ty 52 Toys thì đây là một công ty chuyên làm về đồ chơi rất là nổi tiếng, có trụ sở tại Trung Quốc và được thành lập vào năm 2015. Với kinh nghiệm hơn 7 năm làm về đồ chơi thì họ đã cho ra mắt rất là nhiều dòng đồ chơi chất lượng và đẹp mắt. Và tất nhiên trong đó có bộ đồ chơi ngày hôm nay của chúng ta. Do là đồ chơi nghệ thuật nội địa Trung cho nên hầu như trên bao bì chỉ in toàn là tiếng Trung thôi nha các bạn. Nhưng mà không sao các bạn ơi, mình sẽ nhờ sự giúp đỡ của một người chị rất là thân thiết với mình, đó chính là chị Google. Ai quen biết gì em mà em nhận là chị em thân thiết? À thì trước lạ sao quen mà đúng không chị? Thôi chị giúp em lần này đi nha. A few moments later. Ok các bạn ơi, mình quay trở lại rồi đây. Thì sau khi nhờ sự giúp đỡ của chị Google á, thì cuối cùng mình cũng đã biết được bộ đồ chơi này thuộc series Sleep, nói về các em tinh linh mê ngủ. Và chủ đề lần này có tên là The Forest Spirit, có nghĩa là các em tinh linh rừng xanh. Thật ra á, trước khi nhờ chị Google dịch á, thì mình cũng đoán sơ sơ được tên của bộ đồ chơi lần này rồi. Tại vì á, cái bao bì được thiết kế rất là đẹp luôn. Ở đây các bạn có thể thấy nè, từ thiết kế cho đến màu sắc đều cho ta cảm giác giống như một khu rừng phép thuật vậy đó. Và hai bên hông hộp á thì có hình của 8 em tinh linh đang say ngủ ngày hôm nay của chúng ta. Đó. Còn các bạn coi mặt bên này luôn nha. Đó. Thì một chút xíu nữa khi mà mở ra các em nó thì mình sẽ nói rõ hơn cho các bạn nghe nha. À mọi người ơi, mình quên nói nữa, đó là hộp đồ chơi lần này á rất là bự luôn nha. Mặc dù chỉ có 8 em nhân vật thôi mà cái hộp gần như là bự gấp đôi so với các hộp đồ chơi lần trước mà mình mở luôn á mọi người. Thì mình không hiểu tại sao mà nó bự như vậy nữa. Cho nên không có dài dòng nữa mà chúng ta cùng khám phá ngay xem bên trong có gì nha. Mọi người ơi, mọi người có công nhận với mình á là các bao bì của hộp đồ chơi lần này á quá đẹp luôn đúng không mọi người? Từ màu sắc nè, cho đến thiết kế nè, cho đến chất liệu nữa. Làm bằng một cái chất liệu rất là mềm rồi, rất là mịn luôn nha mọi người. Đó. Đẹp xuất sắc luôn nha. Và đây là một trong những hộp Lightbox nè mọi người. Chữ in chìm có màu hologram. Cái mặt này rờ mịn đã lắm luôn mọi người. Trời, mình thích cái artwork này dễ sợ luôn mọi người. Cho dễ hình dung á là cái hộp đồ chơi này to như thế nào thì mình mượn cái hộp đồ chơi của em Scubada nè mọi người. Đó, rồi mình so sánh cho mọi người coi nha. Đây. Gần như là to hơn gấp đôi luôn nha mọi người. Thì cái hộp nó to như vậy á mà không biết kem nhân vật ở trong nó có to hơn kem Scubada này không nữa nè. Đó, thì một chút xíu nữa mình mở ra mình sẽ so sánh cho mọi người coi nha. Thôi mọi người ơi, nãy giờ khen cái bao bì vậy là cũng đủ rồi mọi người. Bây giờ cùng với mình mở hộp đầu tiên xem kem nhân vật ở trong á có chất lượng như là cái bao bì không nha mọi người. Các bạn ơi, bây giờ mình đã hiểu lý do tại sao mà cái bao bì của hộp đồ chơi lần này nó lại to như vậy rồi. Đó là do nhà phát hành họ còn dùng một cái hộp nhựa bao quanh em nhân vật phía trong như vậy nè mọi người. Đó. Tại vì do các hộp đồ chơi nghệ thuật thường rất là nhỏ và nhẹ, cho nên khi vận chuyển thì không thể tránh việc rơi rớt hay va đập. Nhưng mà nếu bên trong mà có cái hộp bảo vệ như này thì sẽ phần nào giúp cho các món đồ chơi của chúng ta an toàn hơn. Đâu có ai muốn mà order một hộp đồ chơi này nè, đợi mấy tháng trời về xong mở ra thì mấy em nhân vật ở trong bị ví dụ như va đập rồi gãy hay là chày xước mấy lớp sơn thì khá là thất vọng đó mọi người. Đó, thì qua việc này chúng ta có thể thấy công ty 52 Toys họ không chỉ chăm chút về thiết kế của các món đồ chơi mà ngay cả đến bao bì đóng gói họ cũng làm rất là kỹ luôn. Một like cho 52 Toys nha mọi người. Và cũng giống như là các hộp đồ chơi khác thì bên trong hộp đồ chơi lần này cũng sẽ có một em nhân vật chính của chúng ta, một cái thẻ tên và một cái gói hút ẩm. Ok, cái gói hút ẩm này thì mình tạm để qua một bên nha. Và đến với nhân vật chính của chúng ta nào. Wow. Wow, ấn tượng đầu tiên là cầm rất là chắc tay nha mọi người. Đây là thẻ tên của em nhân vật đầu tiên của chúng ta nè mọi người. Thì ở trên thẻ tên á sẽ có artwork của em nó nè. Wow, rất đẹp luôn nha mọi người. Và ở đây á, thì có tên của bộ đồ chơi lần này. Ở dưới này là tên của em nó, ở cả tiếng Trung và tiếng Anh luôn. Tên tiếng Anh của em nó là Fox, có nghĩa là một bé cáo. Nhưng mà khi mà mình dịch tiếng Trung ra mọi người thì nó có nghĩa là Firefox, có nghĩa là một em cáo lửa.
Điều này cũng giải thích lý do tại sao á mà em cáo chúng ta có một cái đuôi màu đỏ rất là đẹp luôn nè mọi người. Đó. Thì với những bộ đồ chơi nghệ thuật nội địa Trung như này mọi người, thì tên tiếng Trung của các em nó rất là hay và ý nghĩa luôn. Nhưng mà khi mà dịch sang tiếng Anh á thì nó lại mất đi một phần nào ý nghĩa của nó. Cho nên á mình sẽ cố gắng dịch tên tiếng Trung của các em nó cho mọi người cùng biết nha. Em nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta đây rồi mọi người ơi. Thì điểm nổi bật nhất của em nó là mấy cái đuôi màu đỏ này nè mọi người. Đó, màu đỏ rực rất là đẹp luôn, giống như những ngọn lửa gì đó ha. Thì ở đây có tổng cộng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái đuôi. Đó, thì chắc em đó là hồ ly 7 đuôi hay sao đó mọi người. Mọi người nhìn mấy cái chi tiết trên cái đuôi nè, mấy cái chi tiết lông nè. Đó, rất là đẹp luôn nha mọi người. Wow. Và điểm chung của các em tinh linh ngày hôm nay của chúng ta mọi người, đó là em nó sẽ nằm ở một cái tư thế ngủ giống như nè mọi người. Đó, hai chân co lại ha. Wow, nhìn ngủ rất là ngon và yên bình luôn ha mọi người. Ui, hui, em này hình như là em không mặc gì luôn mọi người ơi. Trời ơi, ngủ trong rừng vậy có bị cảm lạnh không trời? Wow, rất là đẹp luôn nha mọi người. Thì em nó ở trên đầu có hai cái lỗ tai màu đỏ của cáo nè mọi người. Đó, ở trong thì có hai cục bông. Ồ, wow, làm bằng chất liệu nhung nha mọi người, rất là mịn luôn chứ không phải nhựa. Wow. Ủa, nhìn kỹ thì em nó ở dưới này có lỗ tai, ở trên này có lỗ tai đó mọi người ơi. Trời ơi, mình lấy bốn cái lỗ tai luôn trời. Mà bốn cái lỗ tai này á chắc là giúp em nó để lắng nghe được mọi tiếng động ở trong khu rừng của em nó thì phải. Chắc vậy quá mọi người. Đây, mắt em nó thì có cái lông mi màu đỏ luôn. Tóc em nó thì có một màu trắng nha mọi người. Và phía sau còn có các chi tiết xoắn xoắn đây nữa nè. Đó, làm rất là kỹ luôn nha, kỹ từ cái đuôi, cái tai cho đến mái tóc luôn, cầm rất là chắc tay luôn á. Mình rất là thích những cái món đồ chơi mà nhựa đặc mà cầm nặng nặng vậy nè mọi người. Mọi người ơi, hồi nãy mình đang quay á thì tự nhiên cái camera của mình á nó bị ngừng quay mà mình không có để ý mọi người. Nhưng mà hên á là chỉ mất một đoạn ngắn thôi, đó là đoạn mình unbox cái hộp số 2 này nè mọi người. Đó, thì đây cũng là lý do tại sao mà mấy tuần nay á mình không có ra video. Tại vì á cái camera của mình nó bị hư mọi người ơi. Cho nên á bây giờ mình mới mượn được cái camera này nè. Nhưng mà á cái camera này cũng chỉ quay được có kiểu mấy đoạn ngắn mọi người là nó tự ngừng quay. Đó, nếu mà mình không để ý á mà ấn quay lại á là sẽ bị tình trạng mất video giống vậy nè. Khá là buồn nha mọi người nhưng mà hơi chỉ mất một đoạn ngắn thôi. Một tí xíu nữa quay thêm á không biết có mất thêm đoạn nào nữa không thì mong các bạn thông cảm nha. Trong tuần này hoặc tuần sau á thì mình sẽ cố gắng mua một cái camera mới để quay video chất lượng hơn cho các bạn coi nha. Ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục review em số 2 luôn nha mọi người. Đó, thì hồi nãy mình đã review em cáo lửa này xong rồi nè. Quá đẹp luôn đúng không mọi người? Thì để coi em số 2 là ai và coi có đẹp như em cáo lửa này không nha. Em nhân vật tiếp theo của chúng ta có tên là Owl nha mọi người. Và đây là cái tên của em nó. Đó, artwork của em nó rất là đẹp luôn nha mọi người. Em nó đang nằm trên một cái cánh nè. Thì tên của em nó ở tiếng Trung và tiếng Anh thì giống nhau luôn, đều là Owl, có nghĩa là một con chim cú. Tên của em nó thì được in ở đây rất là mờ luôn nha mọi người. Ở đây thì qua camera thì mình không biết mọi người thấy rõ không nữa. Nhưng mà ở ngoài kiểu mình nhìn cũng kiểu rất là gần luôn mới thấy được á. Cái này mà đưa cho mấy bạn kiểu hơi cận nhẹ thôi là cũng bó tay luôn á. Thì mình hy vọng á là cái series tiếp theo á, thẻ tên của mấy em nó sẽ in to hơn một tí xíu nha mọi người. Đây, em cũng mẹo chúng ta đây rồi các bạn ơi. Nhưng mà theo mình nghĩ á mọi người thì chính xác hơn á là thiết kế em này được dựa trên loài cú mèo Bắc Cực với bộ lông trắng xóa rất là đẹp luôn. Thì ở đây thì em tinh linh cú mèo chúng ta có một phần lông đặc biệt hơn một tí xíu, đó là ở cái phần đuôi cánh nè. Thì có hiệu ứng là gọi là chuyển màu từ màu trắng sang màu xanh nè mọi người. Đó, sơn kiểu hiệu ứng chuyển màu rất là mượt mà nha mọi người. Đó, màu trắng xong dần 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 chuyển sang màu xanh. Mình rất là thích đôi cánh của em nó luôn mọi người ơi. Hồi nãy á em cáo chúng ta thì có một cái đuôi rất là đặc biệt, còn tới em cú mèo này á thì lại có một cái đôi cánh phải nói là hết sức đẹp luôn mọi người. Em cú mèo của chúng ta thì đang mặc một cái váy ngắn nha mọi người. Đó, chứ không có trần như nhộng như cái em cáo này nha mọi người ơi. Còn ở trên tóc á thì đang đeo một cái băng đô có hai cái sợi lông hay là lá đó mọi người.
màu xanh với màu tím nhạt cũng rất là đẹp nha. Ở đây thì còn cái này thì mình chắc chắn là cái lá này mọi người, đó cái màu vàng này nè thì chắc chắn là cái lá rồi. Còn một điều đặc biệt ở em tinh linh của mèo của chúng ta nữa các bạn ơi, mà không biết nãy giờ mấy bạn có để ý không ta, đó là em nó đang đeo một cặp kính trong suốt nè mọi người. Đó thì cho bạn nào thắc mắc là tại sao em tinh linh của chúng ta lại đeo kính á, thì loài cú mèo mặc dù có khả năng nhìn rất là tốt vào ban đêm và những vật ở xa, nhưng còn đối với các vật ở gần hay là vào trời sáng á thì các em nó lại nhìn rất là kém luôn các bạn ơi. Đó là lý do tại sao em tinh linh của mèo chúng ta phải sắm một cặp kính để phòng hờ buổi sáng có đi đâu á thì dùng kính nhìn cho rõ cho mọi người. Ok mọi người ơi, mặc dù em cú mèo chúng ta có một đôi cánh rất là đẹp luôn nha, nhưng mà mình vẫn thấy cái đuôi của em cáo này đẹp hơn mọi người ơi. Cho nên á, cho đến bây giờ thì em cáo này vẫn là em nhân vật mà mình thích nhất nha mọi người. Xin lỗi em cú mèo nha. Thôi em cũng dễ thương mà không bằng cáo thôi. Ok mọi người ơi, cùng đến phép học thứ ba nha. Em tinh linh tiếp theo của chúng ta thì có một cặp sừng của loài hươu nè mọi người. Và tên của em nó thì cũng khá là đặc biệt nha. Đây mọi người ơi, tên của em nó là Sinomegaserus. Thì mình cũng không biết là mình có đọc đúng không nữa, nhưng mà em hươu này á thuộc nhóm hươu khổng lồ đã tuyệt chủng cách đây rất rất là lâu rồi mọi người. Và đặc điểm nổi bật của loài hươu Sinomegaserus đó chính là cặp sừng rất là lớn và đẹp luôn. Thì ở đây em tinh linh hươu của chúng ta cũng thế, cặp sừng của em nó được sơn màu metallic vàng rất là nổi bật luôn nha mọi người. Đó. Ngoài ra thì còn có mấy cái họa tiết kiểu đám mây nè, nhìn rất là sang chảnh luôn nha. Ngoài ra thì ở dưới vai và sau lưng em nó cũng có họa tiết mây luôn. Ở dưới phần hông nè, hai bên cũng có luôn. Đều được sơn màu metallic nhìn rất là nổi bật. Em tinh linh hươu của chúng ta thì nửa thân trên là người, còn nửa thân dưới là hươu nha mọi người. Đó, nửa thân dưới thì được bao phủ một lớp lông màu nâu nè. Ở phía sau thì có một cái đuôi tròn tròn nhìn khá là dễ thương ha. Do loài hươu á thuộc nhóm động vật móng guốc cho nên chân của em nó sẽ có móng guốc giống như vậy nè mọi người. Đó, giống như của dê, cừu hay là ngựa vậy đó. Đây để mình chiếu gần cho mấy bạn coi cái cặp sừng vĩ đại của em nó nha. Quá đẹp đúng không mọi người? À, ngoài ra trên sừng thì còn có một con bướm trong suốt đậu trên này nữa nè mọi người. Wow, trên đầu em nó thì còn cả hai cái hoa màu trắng nữa. Trời ơi, nhìn em nó ngủ mà có thêm con bướm đậu trên nữa, kiểu nhìn nó yên bình sao hả mọi người. À mọi người ơi, ở đầu video thì mình có nói là sẽ lấy kem scuba panda này nè, so sánh coi coi kem này nó có bự hơn em scuba panda không nha mọi người. Thì nếu mà mình nhìn ở đây thì cũng kiểu gần gần là bằng nhau nha mọi người. Nếu mà không tính cái sừng này nè, đó, mấy em này nè, mấy em có đôi cánh với lại cái đuôi, rồi em này thì cái sừng, nên là kiểu cảm giác nó hơi to hơn một tí xíu á. Về trọng lượng thì cũng nặng nặng tương đối như nhau thôi nè, rất là chắc tay luôn. Ok mọi người, vậy bây giờ chúng ta tạm để em hươu này qua một bên và đến với hộp tiếp theo nha mọi người. Để xem nhân vật tiếp theo của chúng ta là ai nha mọi người. Em nhân vật tiếp theo của chúng ta là một em tinh linh bướm nha mọi người. Và đây là thẻ tên của em đó nè mọi người. Đó. Và tên tiếng Anh của em nó là Butterfly. Em nhân vật này là em nhân vật đầu tiên đi kèm với hai phụ kiện, mà cũng không hẳn là phụ kiện nữa mọi người, mà là hai cái này là hai cái cánh của em nó, do là khá là mỏng với lại dễ gãy á, cho nên là họ để riêng ra chưa có gắn vô để tránh trường hợp khi mà vận chuyển bị gãy ha mọi người. Ok vậy giờ mình gắn nó luôn nha mọi người. Mấy cái khớp nối này cũng khá là chắc đó mọi người. Mình cũng phải dí, dùng lực dí mạnh một tí. Đó, như vậy cũng khá là chắc ha. Nhưng mà mọi người nếu mà có gắn á, thì cũng phải cẩn thận nha. Dí ở cái khúc này nè, đừng có cầm cái này mà dí, không coi chừng gãy nha mọi người. Tại vì ba cái toy này nhiều cái mình cũng làm gãy nhiều lắm rồi, nên là mình cũng sợ mọi người. Đó, chắc chắc gì là ok đó. Đẹp mọi người. Wow, hồi đẹp xuất sắc luôn mọi người ơi. Đôi cánh của em nó thì có màu ombre hồng tím và trong suốt nữa. Wow, nhìn khá là đẹp nha mọi người. Nếu mà nhìn không á thì nhìn nó cũng khá là bình thường, nhưng mà ở đây á, mình có mấy cái ánh đèn á mọi người, đó chiếu vô nên là nhìn nó kiểu nó lấp lánh luôn ha, nhìn nó phản chiếu đèn lại nhìn khá là đẹp nha mọi người, nhìn như viên pha lê luôn á. Về tóc của em tinh linh bướm này á thì có màu xanh và chuyển dần sang một màu tím nhạt nha mọi người. Ở trên tóc thì có mấy cái bông hoa màu tím nè, nhìn cũng khá là đẹp ha. Và đặc biệt ở trên trán thì có hai cái râu bướm nè mọi người. Đó. Cổ em nó cũng đang đeo một cái vòng hoa luôn. Màu này giống như là màu
Một tím sen hay màu hồng cánh sen vậy đó nha mọi người. Có một sự thật về loài bướm khá là thú vị mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó là đôi cánh của loài bướm thật ra không hề có màu sắc cho các bạn. Và chúng trong suốt nha. Nhưng do hiệu ứng ánh sáng phản chiếu lên các vảy nhỏ phủ trên cánh bướm đã tạo ra cho chúng rất là nhiều màu sắc đẹp mắt. Cũng nhờ đặc điểm này mà mỗi loài bướm lại có một màu sắc thú vị khác nhau. Đó. Thì ở cái em bướm này thì cánh của em có màu thật nha mọi người. Chứ không có trong suốt nha. Nhưng mà cũng nhờ ánh sáng chiếu vào thì đôi cánh này càng thêm đẹp đúng không mọi người? Ok, vậy chúng ta để bướm này qua một bên và đến với hộp tiếp theo cho mọi người. Em nhân vật tiếp theo của chúng ta có tên là Rainbow Flower, có nghĩa là một em tinh linh hoa cầu vồng nha mọi người. Và đây là cái tên của em nó. Và bây giờ mình sẽ gắn cái hoa này vô cho em đó nha mọi người. Thì ở đây có một cái khớp nối nè. Mình chỉ cần canh đúng rồi mình gắn nhẹ thôi. Đó, là nó vô nha mọi người. Rất là chắc chắn. Em nhân vật này á, cũng chính là cái em nhân vật được in ở trên bao bì nè mọi người. Đó. Theo mình thấy á, thì em nhân vật này còn đẹp hơn ở trên hình đó mọi người ơi. Đây nè. Màu sắc kiểu sặc sỡ hơn hẳn luôn hết mọi người. Wow. Bình thường á thì mấy cái hình quảng cáo lúc nào cũng đẹp hơn sản phẩm thật. Nhưng mà trong trường hợp này thì sản phẩm thật lại đẹp hơn hình. Vậy mới ghê chứ. Em tinh linh hoa chúng ta thì có một mái tóc màu nâu đậm, gần như là đen luôn nha mọi người. Và hai vòng hoa trắng ở hai bên nè. Ở đuôi tóc á thì cột hai cái sợi dây màu đỏ. Và đặc biệt ở trên trán của em nó thì có một cái chấm màu đỏ. Mà nãy giờ thì mình để ý chỉ có em này có thôi, mấy em kia thì không có cái chấm này nha mọi người. Ở dưới chân em nó cũng đang đeo hai cái vòng hoa màu trắng luôn. Do em nó là một tinh linh hoa cho nên chắc chắn điểm nổi bật nhất của em nó là mấy cái bông hoa này rồi đúng không mọi người? Đó, thì em nó đang ôm một cái bông hoa rất là to nha mọi người. Ở trên này giống như là một cái dù che nắng cho em nó ngủ vậy đó. Ngoài ra thì ở phía sau cũng có một cái bông hoa màu nhỏ nhỏ màu cam. Thì tên em nó là Rainbow Flower, là hoa 7 màu. Mà mình đếm ở đây để mà coi coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chỉ có 6 màu thôi nha mọi người. Trời ơi, có 6 màu thôi mà dám đồn là hoa 7 màu đồ. Mà cái màu sắc cũng không có giống với cầu vồng lắm nữa mọi người. Muốn gọi hoa cầu vồng, hoa 6 màu thì cũng được. Miễn sao đẹp được rồi. Và đặc biệt là ở trên cái bông hoa này có một cái chú chim nhỏ nhỏ màu nâu nè mọi người. Ok, vậy bây giờ mình tạm gác em tinh linh hoa này qua một bên và đến với hộp tiếp theo luôn nha mọi người. Ok, lần này mình sẽ mở hai hộp cùng lúc nha mọi người. Ok, hai hộp luôn, chơi lớn luôn. Ok mọi người ơi, em tinh linh tiếp theo chúng ta thì nhìn thôi cũng biết tên em nó là gì rồi ha mọi người. Thì đây, tên em nó ở tiếng Anh đó là Mushroom. Có nghĩa là một em tinh linh nấm nha mọi người. Wow, điểm nổi bật của em đó thì có nguyên một cây nấm to trên đầu luôn nè. Với màu sắc sặc sỡ như này mọi người thì mình nghĩ em này là một cây nấm độc quá à. Vì á, loài nấm thường dùng màu sắc sặc sỡ của mình để cảnh báo cho các động vật ăn nấm là chúng có chứa chất độc. Để các loài động vật đó tránh xa đó các bạn. Và trong đó cũng có con người nữa. Cho nên nếu mà gặp một cây nấm có màu sắc sặc sỡ mà không biết nguồn gốc á, thì tốt nhất là chúng ta không nên đụng vào cho chắc nha các bạn. Ngoài màu sắc sặc sỡ ra thì ở trên cây nấm còn có một chi tiết giống như là một cái dây leo ở trên nè mọi người. Và đây là mấy cái giọt nước nha mọi người, kiểu như giọt sương buổi sáng nó đọng lại á. Ngoài cây nấm to trên đầu á thì ở đây cũng có một cây nấm nhỏ màu xanh nữa nè mọi người. Trời ơi, nhìn cây này chắc cũng nấm độc luôn chứ còn gì nữa. Chứ nấm gì mà màu xanh mà kiểu rực rỡ như vậy hả mọi người. Và em nó đang mặc một cái quần ngắn màu đỏ giống một cây nấm luôn nha. Phía sau có chi tiết cái nơ nhỏ nhỏ nữa nè. Rất dễ thương ha. Và tóc của em nó thì có một màu nâu, kiểu tóc kiểu ngắn ngắn xong úp úp vô giống như búp bê vậy mọi người. Em nhân vật còn lại của chúng ta là một em gấu nha mọi người và tên tiếng Anh của em nó là Winter Bear. Đây, ok, đây là một em gấu đang ngủ đông nha mọi người. Thì tiết lộ cho các bạn biết á, đó là loài gấu á, có thể ngủ đông từ 3 đến 6 tháng và trong thời gian này á thì chúng không có cần ăn uống, rất là siêu đúng không nè các bạn. Thì giống như các loài gấu khác á thì em gấu này của chúng ta cũng có một bộ lông màu nâu. Ở phía sau thì có một cái đuôi nhìn khá là dễ thương á, nhìn giống như cái cục kẹo bông gòn nha mọi người. Em gấu của chúng ta thì đang ôm một cái cành cây để ngủ nè mọi người. Ngoài ra thì trên người cũng có một chú ong màu vàng đang đậu trên nè. Mình cũng không biết chú ong này tới đây làm gì nữa. Gấu người ta đang ngủ không biết đậu để làm gì nữa ta.
Có nào à? Chú gấu này trước khi ngủ á, chú đi ăn cắp mật ong, xong giờ chú ong này tới đòn mọi người. Sao mình nghi quá à? À mọi người ơi, mình thấy cái nhân vật này á giống như là một bé gái, xong rồi mặc một bộ đồ ngủ hình con gấu ở ngoài vậy đó mọi người. Đó, ở đây là mặt của em đó nè, còn đây là cái nón hình con gấu ha. Đó, ở đây còn có này, nhìn giống như là cáo khoác vậy mọi người. Nó cáo khoác liền quần nè. Ở dưới thì có đôi dép hình giống như chân gấu vậy á. Mọi người thấy gì không mọi người? Ủa anh ơi, em là tinh linh gấu mà, không phải gấu bình thường đâu anh. Ừ, ha, quên đó mọi người, em này là tinh linh gấu mà, cho nên em có hơi khác biệt một tí xíu, cũng đâu có gì lạ đâu đúng không mọi người? Chính xác rồi đó. Ok, các bạn ơi, thôi mình qua cái hộp cuối cùng luôn nha. Trời ơi, em gấu này em đang ngủ mà sao mình nói gì em cũng nghe chứ, hô đáng sợ quá. Thôi đến với hộp cuối cùng luôn nha mọi người. Mình cất hai em này lên. Và đến với hộp cuối cùng nha. Và em tinh linh cuối cùng của chúng ta có tên là Fallen Leaf, có nghĩa là một em tinh linh lá rơi nha mọi người. Thì đây là thẻ tên của em nó. Lần đầu tiên mà mình nghe một cái tên tinh linh lá rơi, kiểu nghe nó rất là lạ luôn đúng không mọi người? Thì nói chung mình cũng không biết dịch ra sao nữa. Nếu mà các bạn biết cách dịch nào tên em nó hay hơn á thì góp ý ở phía dưới cho mình nha. Đây, xung quanh người em nó thì có rất là nhiều lá rơi. Kiểu rơi xung quanh người em nó, xong em nó thấy ấm quá, xong em nó ngủ tỉnh queo vậy đó mọi người. Ở đây còn có chi tiết giống như là một cái chăn ha mọi người, hình cái lá nè đắp cho em nó. Và trên đầu em nó cũng đang đội một cái lá nè mọi người. Ở trên lá thì có mấy giọt nước ha. Wow, nếu mà nhìn sơ nha, nhìn mấy cái giọt nước này giống giọt nước thật đó chứ. Đó, y ra giọt nước đọng trên lá mọi người. Công nhận họ làm hay thật luôn á. Còn ở phía sau á thì có hai cái bông hoa mọc ra nè. Cái thân thì màu xanh, cánh trắng nhị vàng. Ở phía sau em nó thì có rất là nhiều lá nè mọi người. Đụng đậy được luôn nha. Đó, mà đừng có đụng đậy mạnh quá nha mọi người. Tại vì cái khớp nối em nó nhỏ xíu dưới này nè. Đụng đậy mạnh quá gãy là mình không có chịu trách nhiệm đâu à. Mọi người ơi, khi mà nhắc tới lá rơi á thì trong đầu mình lại tưởng tượng ra khung cảnh mùa thu rất là nhiều lá vàng rơi luôn. Cho nên mình nghĩ á, nếu mà mấy cái lá này nè kiểu mà là màu vàng hay màu cam á thì sẽ phù hợp hơn với tên của em nó hay mọi người. Còn ở đây thì họ chọn là màu xanh nhạt, với lại cái này kiểu như màu xanh đọt chuối á, chứ cũng không hẳn là kiểu màu vàng nữa. Nhưng mà cho ta cảm giác cũng hơi héo héo thôi nha mọi người. Hơi héo héo thôi chứ chưa héo hẳn đến lúc để rụng xuống đâu. Nếu mà mình nghĩ màu cam hay màu vàng thì đẹp hết sảy luôn á. Nếu mà mấy bạn để ý kỹ á thì ở trên lá nè còn có chi tiết vân lá luôn nha mọi người. Đó. Bởi mình nói mà họ làm rất là kỹ luôn. Đây. Ok mọi người ơi, em tinh linh vừa rồi cũng chính là em tinh linh cuối cùng trong bộ đồ chơi ngày hôm nay rồi đó. Theo mình thấy á, thì ý tưởng của bộ đồ chơi ngày hôm nay á, tuy đơn giản nhưng mà qua tay của các nghệ sĩ á, thì họ đã thiết kế ra những em nhân vật hết sức là đẹp mắt luôn ha mọi người. Mỗi nhân vật á, thì đều có đặc điểm riêng, như em này thì có đôi cánh, em này thì có cái đuôi, em này thì có cặp sừng, còn em này thì có nguyên một bông hoa siêu to khổng lồ luôn, và vân vân ha. Mỗi em đều có đặc điểm riêng và vẻ đẹp riêng. Cho nên á, để nói là em nào đẹp nhất á, thì cũng khá là khó ha mọi người. Nhưng mà do bản thân mình á, thì thích màu đỏ với lại cái chi tiết đuôi của em cáo này nè. Cho nên em cáo này sẽ là em nhân vật mà mình thích nhất trong bộ đồ chơi ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về thiết kế của em nó? Và nhân vật nào là nhân vật các bạn thích nhất? Thì hãy để lại comment phía dưới cho mình biết nha. Và bật mí với các bạn á, là mình cũng đã có trong tay series mới nhất của dòng đồ chơi về các em tinh linh ngủ này rồi nha các bạn. Đây đây các bạn ơi, và series Sleep lần này á có chủ đề là Spirit of the Sky, có nghĩa là những em tinh linh ở trên bầu trời. Đó, nhìn cũng rất là hứa hẹn ha mọi người. Cho nên á, các bạn đừng quên nhấn nút subscribe cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video sắp tới của mình nha. Ngoài ra, nếu mà các bạn thích bộ đồ chơi ngày hôm nay á thì hãy cho mình một like, một share và để lại comment phía dưới cho mình biết cảm nghĩ của các bạn, cũng như là góp ý để mình làm video tốt hơn, hoặc là nói cho mình biết những bộ đồ chơi mà các bạn muốn mình review nha. Và còn một điều nữa đó là lúc nào ở cuối video mình á cũng sẽ có video 360 độ của kem nó để các bạn có thể chiêm ngưỡng kem nó lại một lần nữa. Ok, còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp các bạn ở video sắp tới nha. Bye bye. Thank you.
Thank you.